quay lại cho anh em tham khảo. Ba gian hai trái chuyển đoạn này. Nhìn mà nó làm trần thì mới ác. Quá liệu. Tao nghĩ ơi, vào vẫn sao mà nẹt này. Tưng là nó thích chó đi nè. Thợ ở Yên Bái anh em nhé. Quay nhịn thế này con, đây là thợ cả nhá. Thợ cả đây, còn rất trẻ, sinh năm 90. Rượu uống rất tốt. Cảm ơn em đã thương anh. Lấy sạc. Đây là toàn bộ phần trên. Ba gian hai trái chuyển đạn hết đây. Quay xuống bên dưới cho anh em xem. Nay vừa lợp xong. Nhận từ A đến Z. Quý anh chủ này. Dầm riêng vá hết. Đội thợ chuyên nghiệp. Không hở một chút nào luôn. Đây là đá kê.